nickmt.com, trang web mua bán nick chính thức của MT Gaming. Trên shop có một kho nick khổng lồ đang sale đến 50%, giá chỉ từ 50k một nick. Ngoài ra, shop còn có bán nick sơ sinh, nick Free Fire, nick tốc chiến và nick liên quân, tha hồ cho anh em lựa chọn. Dưới đây thì có một số dịch vụ game như bán vàng, bán ngọc, bán đồ, làm nhiệm vụ thuê, úp bí kíp thuê và dịch vụ săn đệ. Giá thì cực kỳ là hợp lý cho anh em. Ngoài ra, shop còn có phần vòng quay may mắn và thử vận may, giá chỉ từ 10k và tỷ lệ trúng là 100%. Anh em có nhu cầu gì hãy truy cập ngay nickmt.com để ủng hộ mình nha. Link dưới phần mô tả. Ok, hello, xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và trước mặt anh em đây là mình vừa mới tạo một con Namek mới ở bên server 6 nha anh em. Và hành trình lần này mình sẽ làm gì với con Namek này đây? Thì mình xin được phép tiết lộ cho anh em luôn, đó chính là mình sẽ làm một hành trình thử thách cày ắc từ sơ sinh leo top Wit nha anh em. Cái top mà ở trên hành tinh Bill ý, hành tinh Bill không biết là anh em nào còn nhớ không. Thì đây, mình đang định chuẩn bị làm một nick, đó chính là leo thử cái top đấy xem nó như thế nào. Thì kể từ lúc admin ra cái map đấy đến giờ mình chưa bao giờ được đứng top trong đấy cả anh em ạ. Thế nên là mình muốn được một lần đứng top ở trong đấy. Và mình quyết định đó chính là cày từ sơ sinh luôn cho nó máu anh em ơi. Và chắc là mình chọn đó chính là hành tinh Namek nha anh em. Tại vì mình nghe bảo là hành tinh Namek nếu mà chơi không xét kích hoạt ý, thì là một hành tinh leo khá là dễ. Ok anh em, và hiện tại là mình đã úp được cái nick này lên 186k rồi. Thì hiện tại là đang có cái sự kiện nạp ngọc để nhận cải trang Yamasu ý. Thì mình cũng nạp sương sương 1 triệu vào cho cái nick này, để xem là chúng ta có được một cái nào vĩnh viễn hay không. Mình nghe nói là cái tỷ lệ thì rất là ca ve luôn, thế nên là không thể nào ra được vĩnh viễn ngay đâu. Phải là chó đỏ lắm thì mới ra được. Đấy, anh em nhìn thấy đi, 3 ngày, 15 ngày. Ôi dồi ôi, 5 ngày. Thôi, thì chắc là mình sẽ giữ cái 15 ngày để xài nha anh em. Đó, đằng nào nick này cũng chưa có cải trang mà. Rồi, giờ thì mình sẽ úp cái nick này lên tầm 2 triệu sức mạnh. Sau đó thì mình sẽ đi ước rồng và vào bản đồ kho báu úp cái nick này nhanh gọn và lẹ luôn nha anh em ơi. Hello anh em, và hiện tại đây là cái bản đồ kho báu đầu tiên của cái nick Armamenter này nha anh em. Thì hiện tại là úi đấm 2 triệu một hit luôn kìa, nếu mà crit, còn đấm thường thì rơi vào tầm 900k, gần 1 triệu luôn. Đây là mình chưa kẹp theo Namek nha, mình mới chỉ đi theo hai xây ra chói thôi. Tại vì hiện tại máy mình treo nhiều quá, nó hơi lag, treo một nick như này thôi. Đó, anh em nhìn thấy đi, sỏi oi đấm đã chưa, 1 triệu 1 thôi đấy. Đấy là mới 300 triệu sức mạnh nha, anh em thấy ok chưa? Đấm 20 mấy k mà đã 1 triệu mấy rồi, quá đã anh em ơi. Rồi, thì khả năng là mình sẽ đi thử hết 3 bản đồ ngày hôm nay xem lên được bao nhiêu nha anh em. Lát nữa thì mình sẽ báo lại với anh em. Hello anh em, và hiện tại là sau 6 cái bản đồ 2 ngày thì mình đã lên được 17 tỷ 900 rồi. Giờ thì mình sẽ mở giới hạn sức mạnh cho con Armamenter này nha anh em. Mở luôn lên tầm 60 tỷ, à 40 tỷ đi. Mở tạm tạm lên 40 tỷ trước đi. Thì mình sẽ lại tiếp tục úp thôi, úp liên tục thôi, lại sang đảo Kame và tiến hành úp tiếp nha anh em. Úp đến chết luôn. Hello anh em, và hiện tại là mình đang đi làm nhiệm vụ đại hội võ thuật cho cái nick Armamenter này nha anh em. 20 tỷ sức mạnh. Đó, thì sau 6 cái bản đồ thì lên được 20 tỷ sức mạnh. Ok, mình đã trang bị cho nó một set sức đánh rồi. Đùa, thay em nhiệm vụ. Từ từ để mình bảo thay em nhiệm vụ cái để thay em anh ơi, mình biết ngay mà. Đậu xanh thẻ nào gặp mấy thanh niên này cũng cái câu rất là quen thuộc, thay em nhiệm vụ. Trong khi mình cũng làm nhiệm vụ mà. Sorry bạn nha, bạn có xem được cái clip này thì sorry bạn. Tại vì mình cũng làm nhiệm vụ, mình cũng ghét đi làm, ghét đi cái đội võ thuật này lắm. Cứ không phải nhiệm vụ mà đi cái đại hội võ thuật này là y như rằng. Ok anh em, hiện tại là mình đã vào vòng 2, gặp một thanh niên tên là Cute Grab. Ui bây giờ vẫn có thanh niên chơi team Grab luôn à. 1 triệu 1 HP. Ủa, thay em anh ơi, không thèm dép luôn, chảnh luôn. Ui trời ơi, sao mấy thanh niên này dạo này chảnh thế nhờ. Chết rồi, không biết mình có ăn được hay không đâu. Pem luôn, vãi cả nồi. Và sau 5 ngày hiện tại là mình đã lên được 40 tỷ sức mạnh rồi anh em ơi. Thì bây giờ mình đang chuẩn bị 10 bộ 1 sao để mình ước 20% chí mạng anh em ơi. Đấy, thì bây giờ mình sẽ tiến hành bắt tay vào và ước luôn cái bộ 1 sao đầu tiên nhá. Ui vui lòng đợi nữa, từ từ đậu xanh lên. Ok, và mình sẽ tiến hành ước 10 bộ này để lấy 20% chí mạng anh em ơi. Rồi, đã ước xong bộ đầu tiên. Hello anh em,
Hiện tại là mình đã lên được 50 tỷ sức mạnh cho cái nick này rồi đây. Khá là nhanh đúng không anh em? Giờ thì chắc là mình sẽ bắt tay vào. Đó chính là quất luôn cái món đồ hủy diệt đầu tiên cho cái nick này. Và đây, hiện tại mình chuẩn bị được x3 lần x99 thức ăn. Thì chắc là mình sẽ mua hai cái găng một cái quần anh em ạ. Rồi thì quất luôn một cái găng đầu tiên đi để xem là như thế nào. Một cái găng mình sẽ hút máu, một cái găng mình sức đánh nha anh em. Đấy. 9031 trên 8600 là bao nhiêu phần trăm anh em? 5% à? Ok anh em ơi, và cái găng trước là găng 5%. Giờ thì mình sẽ quất thêm một cái nữa. Nếu mà cao hơn thì mình sẽ chọn cái găng cao hơn làm chơi sức đánh, còn găng thấp hơn thì mình sẽ ép hút HP nha anh em. Cái này là cái trước rồi. Đây. 8858 anh em ơi. Vãi cả nồi nhờ. Xui thế ta. Rồi, thì sau một thời gian đắn đo thì mình quyết định đó chính là quất thêm một cái găng hủy diệt nữa nha anh em. Để xem là tình hình nó có hên được hai cái trước hay không, chứ hai cái trước mình thấy hơi thấp, hơi khó để leo top quýt anh em ạ. Xem nào. Cái này hai cái trước rồi. Bao nhiêu? Vãi cả nồi, 8944 anh em ơi. Nó lại ra giữa hai cái găng đấy luôn. Cay chưa? Rồi thì chắc là mình sẽ quyết định quất thêm cái nữa anh em ơi. Quất thêm cái nữa đi để xem tấn công nó có cao được hay không đây. Chứ đậu xanh thấp quá là không được rồi anh em ạ. 9033 à 9030 này, 8858, 8944 và 9288 anh em ơi. Bao nhiêu phần trăm ta? 9288, 9288, 8% anh em ơi. 8% anh em ạ. Rồi anh em, thì mình quyết định đó chính là chơi găng 9288 và cái găng 9030 nha anh em. 9288 này thì mình sẽ ép sức đánh. Như ban đầu mình bảo rồi, găng nào tấn công cao hơn thì mình sẽ ép sức đánh. Còn cái 9030 thì khả năng là mình sẽ ép hút HP nha anh em. Đấy, leo cái top quýt này rất là quan trọng cái hút HP đấy. Không thể bỏ qua được đâu anh em. Nên là mình quyết định đó chính là sẽ phải có hút anh em ạ. Vãi nổi lên được có một cấp 1 ạ. Đậu xanh đi mua thêm đá cái nha anh em. Rồi thì chắc là mình sẽ đập hai cái găng này lên cấp 2 tiếp nha anh em. Lên đi nào. Lên. Ui đậu xanh sao đen thế nhờ. 8% mà sao đập khó vậy ta. Ui dồi ôi. Ôi dồi ôi. Đây rồi anh em. Lên thành công cấp 2 rồi. Còn một cái nữa. Mặc cái này vào này để mình đi ước ngọc rồng luôn nha anh em. Ây yo anh em ơi, và một món cuối cùng hủy diệt mà mình muốn mua cho cái nick Armamenter này nữa, thì mình sẽ quất một cái quần hủy diệt luôn nha anh em. Để cho như kiểu HP cái nick này cũng cao lên một tí thì mình sẽ mua một cái quần hủy diệt và mình sẽ ép đó chính là hút HP luôn anh em ạ. Ok, quất luôn đi cho nó nóng anh em ạ. Để xem là chúng ta sẽ được bao nhiêu phần trăm đấy. Cái quần Namek là nó ở tầm giữa anh em ạ. Giữa hai hành tinh luôn. À đâu, giữa ba hành tinh luôn. Nó ở cái tầm trung ý. Ok, bao nhiêu phần trăm đây? Anh em hãy đoán đi. Vãi cả nồi, 1%. Nghèo nó hay xui lắm anh em ạ. Không muốn nói luôn. Ấy yo anh em ơi, thì nói chung là hòm hòm về sư phụ đã ok rồi. Thì ngày hôm nay mình sẽ mở skill 2 đệ tử cho cái nick Armamenter này nha anh em. Thì đây là con đệ đầu tiên. Một con đệ là mình chọn là chơi hệ trái đất nha anh em. Tại vì mình theo như mình thấy, trái đất là một hành tinh quần HP VIP này, găng thì lại là tầm trung. Thế nên là mình đang cần hai cái đấy anh em ơi. Nên là mình quyết định đó chính là cày hành tinh trái đất ra gì đấy. Không sao, có ngọc đen cứu chữa anh em ạ. Không sao, không sao. Ước lên nào. Masenko thì cũng không được nổi điên. Ui trời ơi, lại tiếp tục Masenko. Ok anh em ơi, và hiện tại là ngày 20 tháng 10 rồi. À đâu, 20 tháng 11 rồi. Thì con đệ này cũng đúng lúc mở skill 3. Thì con này là trước skill 2 nó ra cho mình được chính là Masenko. Nhưng mà lúc đấy là đang trong sự kiện Halloween ý. Thế nên là mình ước đổi skill được. Nhưng mà cái đậu xanh bây giờ ở sự kiện 20 tháng 11 rồi nha. Không đổi được nữa đâu nha. Mày sai là tao không chữa được đâu nha đệ tử nha. Mày nên nhớ 1 triệu sức mạnh nữa thôi anh em ơi. Hy vọng là ra cho tao Thái Dương Hạ San, tái tạo năng lượng. Ok chưa? Hai cái đấy thôi nha, mày ghi nhớ nha đệ tử nha. 200k nữa anh em ơi. Ra gì đây, một con nữa. Một con nữa thôi là ra nha anh em. Ra gì đây. Hy vọng là mày đừng có mà Masenko, à đâu mày đừng có mà Kaioken nha. Úp nó lâu lắm. Tái tạo năng lượng.
Tây Tạng, ui Thái Dương Hạ San anh em ơi, cũng ngon luôn. Rồi, tiếp tục úp lên skill 4 thôi nào anh em. Hello anh em, và hiện tại là mình đang có mặt tại cell 6. Nơi đây thì chắc là mình sẽ tiếp tục, đó chính là chọn là nơi để mở skill 4 cho con đệ Nick Amamenter này nha anh em. Đấy, nói chung là con chữ con này skill cũng khá là ngon, đó chính là Kamezoko và Thái Dương Hạ San. Thì hy vọng là skill 4 thì nó cũng ra cho mình thêm con khỉ nữa thôi. Mình cũng không ước gì nhiều. Nếu admin thương mình thì cho mình thêm con khỉ nữa thôi là quá là tuyệt vời luôn. Gia đình là vui vẻ với nhau luôn admin ạ. Đó, 3 triệu nữa thôi anh em. Úp cực kỳ nhanh luôn. Dạo gần đây thì quá là nhiều x2 luôn. X2 nó cứ liên tù tì thôi. Thế nên là mình cũng úp đệ nó nhanh lắm anh em ạ. Nó cứ lên vèo vèo thôi. Ra gì đây? 1 triệu nữa anh em. Ui, một con nữa, ra rồi. Ui, chưa ra luôn, 100k nữa thôi. Ok, ra rồi anh em ơi. Ra rồi. Ui trời ơi, trứng hoài. Ây yo anh em ơi, thì sau một quãng thời gian không gặp lại, thì mình trong cái thời gian vừa qua là mình cũng đi kiếm đồ rồi là các thứ để cho cái hành trình này đấy anh em. Thì đây, đầu tiên là chúng ta cần một cái nhẫn thần linh Jin này và một cái Zada 12 cộng 6. Thì sau khi chuyển hóa là chúng ta được 26% chí mạng nha anh em. Thì mình nghĩ là leo cái top win này chí mạng càng cao càng lợi nha anh em. Tại vì như kiểu để cho đấm crit liên tục ấy, nó cứ nảy crit ấy. Đấy, đấm thế cho nó dễ, leo cho nó nhanh nha anh em ạ. Thì đây, mình đã chuẩn bị một cái nhẫn cũng khá là ngon rồi. Giờ thì mình sẽ đi đập lên cấp nha anh em. Hello anh em. Và đây, mình vừa mới đập đồ các thứ là bởi anh binh hết rồi đây. Một cái găng 5 sao, găng này là mình sẽ ép hút HP nha anh em. Đây, một cái găng 10k9 này là cái găng lúc mua là 9030 đấy anh em. Đấy, thì sau khi đập lên cấp 2 là nó rơi vào tầm 10k9 nha anh em. Đây là không xịt luôn. Thì chắc là tí nữa thì mình sẽ đi mua ngọc rồng các thứ để mình ước cấp 7 luôn. Dạo gần đây cái ngọc rồng nó nát lắm rồi anh em. Rẻ bèo à. Ở server 6 này mình nghe nói có 40k một bộ, 200 triệu, tầm 200 triệu một bộ. Đâu, 100 mấy đấy chứ. 4x4 là rơi vào tầm 108 à. Tầm 108 một bộ nha anh em, 108 triệu vàng ấy. Rẻ vãi cả nồi luôn. Thế nên là anh em nào mà muốn đập găng lên cấp 7 thì cứ mua bộ ngọc rồng về mà ước. Mua thạch anh tím thì cũng rơi vào tầm 20-25 đúng không? Xui thì anh em đập mất tầm x990 thì nó cũng rơi vào tầm 200 triệu rồi. Thế nên là thôi, anh em cứ quất cho mình bộ 1 sao về mà ước cho nó nhanh. Đó, không muốn thử nhân phẩm thì cứ ước cho nhanh nha anh em. Tiếp theo thì mình sẽ ép cái găng này là ép sức đánh nha. Găng này là lúc mua là 9288 đúng không? 9288 thì là rơi vào tầm 8% anh em ạ. Nên là đập lên thì nó rơi vào tầm 11k2 hơn cái găng kia tầm 300 thôi anh em. Đập lên cấp 7 thì còn hơn nữa hay sao, mình không rõ nữa. Nhưng mà nói chung là hơn cũng khá nhiều đấy, không phải dạng vừa đâu anh em ạ. Rồi, đã xong cái găng thành công nha anh em. Xong được cái găng này, cái quần hút này, một cái găng hút nữa rồi. Và cuối cùng là mình sẽ ép cái Zada này nha anh em. Cái Zada này thì mình sẽ ép sức đánh luôn. Tại vì cái Zada 7 sao của mình nó chỉ là cái nhẫn 18% thôi, 18% chí mạng thôi, nó thấp quá. Nên là mình quất sang cái nhẫn này luôn anh em ạ. Ok, xong được một cái nhẫn 4 sao cũng tạm thời thôi anh em ạ, chưa leo ngay được đâu. Ok anh em ơi, giờ thì bộ cuối cùng để mình ước cái găng này lên cấp 7 nữa này. Thì nói chung là về đồ cũng khá là hòm hòm với cái nick này rồi. Được một cái quần 25% hút này, một cái găng 25% hút, một cái găng 15% sức đánh và một cái nhẫn 12% sức đánh rồi. Khả năng là nick này còn thiếu đó chính là cải trang nha anh em. Thì cải trang là mình sẽ dùng cải trang trong khí ga hủy diệt 110 này. Còn về nhẫn thì khả năng là mình sẽ phải đập thêm. Mình sẽ đập lên tầm 18% sức đánh nha anh em. Nhẫn ấy, găng thì chắc là khả năng cũng phải thế thôi. Thì nó mới leo được anh em ạ. Server 6 này leo thì cũng tầm level 8 mấy à, 9 mấy à. Theo như mình cập nhật top, hình như là mấy thanh niên đấy nhường nhau thôi. Chứ không, mình thấy server khác ấy, leo toàn 100 mấy không à. Đậu xanh hình như mấy thanh niên đấy nhường nhau đấy. Thế nên là khả năng là mình sẽ phải cạnh tranh cũng khá là gay gắt đấy. Mình cũng chưa xem được cái sức lực của cái server 6 này nó đến đâu. Tại vì mấy thanh niên này cứ nhường nhau ấy, nên là khả năng là cũng hơi khó cho mình. Ok, gọi bộ cuối cùng để lên găng cấp 7 thôi nào nhé. Lên. Điều khác này, găng tay đang mang lên một cấp.
thì theo như mình tính toán rồi, găng 8% thì nó rơi tầm 18k tròn luôn, cũng khá được. Rồi thì chắc là clip của mình ngày hôm nay cũng hòm hòm thế thôi. Việc cuối cùng của trong clip tập 1 này của mình thì mình sẽ đi học chứng 7 luôn. Ui, đậu xanh đại chiến ngọc rồng sao đen à, ngọc rồng 5x à, đổi khu chạy lẹ. Rồi thì việc cuối cùng chắc là mình sẽ đi học cái skill đẻ trứng đi, mình sẽ học đẻ trứng cấp 7 luôn nha anh em. Vì skill gimmick này thì cũng chưa ok cho lắm, chỉ mới gọi là được cái liên hoàn với cái khiên thôi. Cấp 5 này, ui hành trang đã đầy rồi này anh em. Thì anh em nào mà đang xem clip của mình đến đây, nếu thấy clip của mình hay thì đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh nha. Mình tạo nick vào hôm 30 tháng 10 và hôm nay là 2 tháng 12 rồi. Nói chung là 2 tháng rồi đó. Đâu, tháng rồi, tháng hơn rồi. Đậu xanh tháng hơn rồi đấy anh em ạ. Tháng hơn rồi mà mình đã cày cũng khá là hòm hòm rồi. Ok, rồi thì chắc là clip của mình ngày hôm nay cũng đến đây thôi nha anh em. Bye anh em và hẹn anh em ở clip lần sau.